Hello các bạn, xin chào các bạn, mình là Đức ha. Mình hiện là giám đốc kinh doanh của website Điện Máy Lập Đức ấy. Thì hiện tại thì mình chia sẻ về cái chương trình mới mà bên mình đang triển khai. Đó là cái chương trình là Thu Cũ Giá Hời nè, Lên Đời Bao Lời. Thì cái sản phẩm này thì bên mình là áp dụng thu cũ hoặc là đổi mới cho những cái sản phẩm tủ đông, tủ mát, này, máy giặt, tủ lạnh và máy lạnh. Thì đây là những nội dung. Thì ở đây có các bước như sau là thứ nhất á, là các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua cái số hotline hoặc là bấm vào cái đường link này nè để vào trực tiếp cái trang Zalo Pay của website công ty mình, hoặc là trên Facebook thì hiện tại cái thông dụng nhất vẫn là vào cái Zalo rồi liên hệ cho nó nhanh ha. Và nếu như mà các bạn có thể và vui lòng có thể là chụp lại trước sau trong ngoài cái sản phẩm của mình đó, hoặc là video, quay một cái video clip tổng thể về cái sản phẩm thì bên mình cũng mua sản phẩm còn bảo hành hoặc là hết bảo hành cũng được ha. Chứ không phải bắt buộc là phải là mua hàng chỉ bên mình thôi. Và sẽ có nhân viên liên hệ để trao đổi về cái thỏa thuận về thu tủ này. Và sẽ sau khi mà xem những hình ảnh thực tế rồi thì bên mình sẽ setup thống nhất thời gian để qua tận nhà để xem cái thực tế, cái tình trạng sản phẩm có đúng như là trong mô tả hay không. Và sau đó thì sẽ đạt được cái thỏa thuận rồi sẽ thanh toán trực tiếp và mình sẽ thu mua lại tủ. Sẽ tặng và sẽ có cái chương trình khuyến mãi là tặng kèm cái voucher để các bạn có thể là áp dụng trực tiếp, trừ cái tiền mặt trực tiếp vào cái sản phẩm khi bạn có nhu cầu khi mua hàng tại website của bên mình là Điện Máy Lập Đức vn. Thì cái voucher đó trị giá là đến từ 50.000 cho đến 500.000 ha. Rồi thì cái khu vực mà bên mình hiện tại đang áp dụng thì bên mình áp dụng khu vực là Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương và Long An. Thì mình áp dụng hiện tại mình chỉ có thể làm được là những khu vực này thôi. Rồi và đây là những cái quy trình mà bên mình đã mô tả kỹ mà các bạn có thể xem qua ha. Thì đây, bước 1 là nhận thông tin, thì khách hàng vui lòng cung cấp từ 4 đến 6 tấm nè, và quay video tổng thể trong ngoài sản phẩm nè, còn hoặc là hết hàng bảo hành cũng được để đánh giá tình trạng của sản phẩm. Và bước thứ hai là bước về thẩm định giá, sẽ có nhân viên liên hệ trao đổi sơ khảo về giá thu mua dựa trên cái thông tin mà các bạn đã cung cấp. Rồi sau đó về cái thứ ba là thỏa thuận về thu mua, thì nhân viên sẽ đến tận nơi để kiểm tra cái tình trạng hiện tại của sản phẩm và thương lượng giá thu mua cuối cùng. Rồi bước cuối thứ tư là sẽ thanh toán và tiến hành chở hàng đã thu mua về. Và sau đó thì bước thứ năm là bên bộ phận chăm sóc khách hàng của bên mình đó là sẽ tặng, sau khi mà tiếp nhận thông tin hết về bên trên rồi là sẽ tiếp nhận cái thông tin các bạn rồi để tặng và tặng cái voucher. Và nếu mà các bạn có nhu cầu tư vấn cái sản phẩm mới thì sẽ bên mình sẽ gửi tặng cái voucher để áp dụng khi các bạn mua cái sản phẩm mới với thời hạn 1 năm kể từ ngày nhận cái thông tin của các bạn ha. Và cái cuối cùng là cái bước áp dụng trực tiếp voucher khi mua bất kỳ sản phẩm nào. Và cái bước thứ bảy là giao hàng, kiểm tra và hoàn tất thanh toán và chăm sóc khách hàng. Thì sẽ có các bạn có thể là liên hệ lại đến với khách hàng khi các bạn có bất kỳ nhu kỳ nào, chưa có bạn bất kỳ cái nhu kỳ nào. Rồi và tất cả những cái sản phẩm trên thì bên mình đều áp dụng cho những cái chương trình về trả góp. Thì các bạn có thể là vào ở trong đây ha, thì nó có rất nhiều cái sản phẩm này. Ví dụ bên mình là áp dụng cho đổi trả thu cũ đối với những sản phẩm là tủ đông, tủ mát, máy giặt, tủ lạnh và máy lạnh đó. Rồi ngoài ra hiện tại thì bên mình hiện tại chỉ áp dụng cho 5 dòng sản phẩm này thôi. Và cũng để trả lời các bạn là nhiều khi bạn hỏi là tủ nó hư như vậy thì thu về có phải là tình trạng lên bán mới không. Cái này thì mình cũng chia sẻ luôn là thị trường hiện tại nó đang đi xuống, thì thành ra là cái nhu cầu về hàng cũ nó rất là nhiều. Thành ra bên mình quyết định là sẽ làm thu mua và thương mại về lĩnh vực hàng cũ này. Thì sắp tới là bên mình sẽ có một cái gian hàng, danh mục hàng cũ ở trên đây. Thì đối với hàng cũ là nó cũng cụ thể rõ ràng là nó cũng đảm bảo được về cái thời gian về bảo hành ít nhất là 6 tháng. Hàng cũ là hàng cũ nên các bạn cứ yên tâm ha. Còn hàng cũ thì đã gọi là hàng cũ thì không bao giờ mua bán mới được. Tại vì những hàng mới là nó có cái số series sản phẩm. Thì các bạn có thể là kiểm tra cái số series đó bằng cách là gọi lên trên tổng đài kiểm tra cái số series hàng mới là các bạn ra liền là hàng mới, hàng cũ liền. Còn những cái hàng mà cũ đã qua sử dụng thì với cái chương trình và cái uy tín cái thương hiệu bên đưa ra thì bên mình rất là rõ ràng, hàng cũ là bán hàng cũ, giá hàng cũ, chứ không thể nào mà hàng cũ mà mình làm mình nói là hàng mới để mình có thể bán rẻ hơn để lợi nhuận hơn thì bên mình không có làm như vậy ha. Thì mình chia sẻ về khía cạnh về cái đạo đức uy tín trong kinh doanh như vậy. Rồi cũng mình cũng chia sẻ là cũng rất là vui, là thực sự là thị trường nó rất là muôn màu các bạn. Thì đối với những sản phẩm mà nó hư nó nát quá đó, trừ khi mà nó tệ quá thôi đó, thì chắc là mình cũng không có thu mua được. Nhưng mà nếu mà nó hư mà kiểu nó hư về máy móc thiết bị thì vẫn thu hồi được, vẫn thu cũ cho mấy bạn. Thì mục đích của mình thu làm gì thì nó đang mục đích lắm bạn. Thì giống như là mình có thể là đây, mình có thể thu về để mình có thể làm những cái hồ thủy sinh. Rồi đây là có những cái đơn vị thì họ cũng đặt hàng thì bên mình thu lại vậy đó, thì mình cũng đã có những cái đầu ra hết rồi. Thì thành ra là bên mình mới làm đấy, chứ không phải là mua về để rồi chôn vốn hoặc là mua về để tân trang bán mới, không có nha các bạn. Rồi thì nếu mà giống như tất cả các bạn yêu quý ủng hộ thì các bạn có thể là vào mình sẽ đưa cái đường link này lên dưới cái link YouTube đó, thì các bạn có thể xem hoặc là để lại những cái câu hỏi thắc mắc thì bên mình sẽ trả lời tất cả cho các bạn ha. Thì hiện tại là vẫn áp dụng được tất cả những cái chương trình gọi là trả trước hoặc là trả góp hoặc là những cái chương trình là thanh toán hộ là mua trước rồi trả sau ha. Thì mình cũng áp dụng rất là đơn giản, chỉ cần có căn cước công dân và số điện thoại SIM chính chủ thì đều được áp dụng mua hàng một cách nhanh chóng cả. Thì mình ví dụ một cái sản phẩm này ha.
chị Nhi trên đây để hiển thị sản phẩm này. Thì đây, hiện tại là bên mình có nhiều cái hình thức thanh toán. Thì đây, đây. Và có thể bạn có thể trả góp cộng đồng qua các công ty tài chính, hoặc là qua thẻ tín dụng, hoặc là qua cái đơn vị, hoặc là chương trình là mua trả sau. Đấy, qua bên đơn vị này ha. Và ngoài ra thì vẫn được áp dụng song song với tất cả những cái combo, những cái chương trình khuyến mãi mà bên mình hiện tại đang áp dụng tại showroom. Rồi, đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết cái video clip này. Và một lần nữa là xin trân trọng các bạn sự theo dõi của các bạn. Xin cảm ơn.